Trên trái đất của chúng ta có vô vàn những điều kỳ thú, những tuyệt tác về thiên nhiên. Những cảnh sắc thiên nhiên này cho thấy thế giới mà chúng ta đang sống thực sự kỳ vĩ và độc đáo. Bên cạnh đó, ta cũng có thể thấy những kỳ quan thế giới với những công trình đồ sộ do con người tạo ra. Ngoài những kỳ quan thế giới mới thì chắc hẳn có rất nhiều bạn cũng đã từng nghe đến 7 kỳ quan thế giới cổ đại. 7 kỳ quan thế giới cổ đại là một danh sách được nhiều người biết đến, liệt kê các công trình kiến trúc và điều khắc trong thời kỳ cổ đại. Danh sách này được nhà văn Hy Lạp Antipater xứ Sidon lập ra trong thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, dựa trên tầm nhìn của người Hy Lạp thời ấy, chỉ gồm các công trình quanh Địa Trung Hải mà họ cho là vĩ đại và thể hiện cho văn minh của nhân loại. 7 kỳ quan này gồm có: thứ nhất, tượng thần Zeus ở Olympia; thứ hai, đền thờ nữ thần Artemis ở Ephesus; thứ ba, lăng mộ Marcellus ở Halicarnassus; thứ tư, tượng thần mặt trời ở Rhodes; thứ năm, hải đăng Alexandria ở Pharos; thứ sáu, đại kim tự tháp Giza; và cuối cùng là thứ bảy, vườn treo Babylon. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và giới thiệu lại về các kỳ quan cổ đại này trong thử thách ngày hôm nay qua phần mềm Khám phá kỳ quan cổ đại trên Code Kitten nhé. Cô sẽ có gợi ý cho các bạn để làm được phần mềm như thế này. Chúng mình sẽ có hai cách như sau. Cách thứ nhất, đưa các hình ảnh và các kỳ quan này thành nhân vật và lập trình cho chúng hiển thị dưới dạng đối tượng nhân vật của chương trình. Cách thứ hai, đặt chúng dưới dạng danh sách background và lập trình hiển thị cho hình nền. Đối với những bạn đang học về Code Kitten và hiểu cơ bản về các câu lệnh, thì chúng ta có thể làm chương trình bằng cách thứ hai với các câu lệnh đơn giản để có thể làm được chương trình giống như thế này. Và khi các bạn hiểu sâu hơn và có thể tạo được nhiều chương trình phức tạp hơn, thì chúng ta sẽ chuyển sang lập trình với cách thứ nhất nhé. Với cách thứ nhất thì điểm khác biệt chính là ta có thể tạo được chuyển động cho hình ảnh phóng to, thu nhỏ, di chuyển theo ý ta muốn để hình ảnh xuất hiện được sinh động hơn giống như sản phẩm mà cô đã làm. Ngoài ra, để giúp chúng mình lập trình ngắn và rõ ràng hơn thì ta có thể tạo hai biến để lưu dữ liệu cho chương trình của mình. Ví dụ ở đây, cô đã tạo ra hai biến với tên gọi. Thứ nhất là biến kiểm tra, thứ hai là biến địa danh. Biến địa danh sẽ có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu các địa danh chúng ta đang xem đến. Biến kiểm tra sẽ lưu trữ dữ liệu để kiểm tra các hành động sau khi hoàn thành một kịch bản nào đó để chuyển tiếp sang các kịch bản khác.
Và cô tin rằng với các gợi ý của cô cho chủ đề này thì chúng mình sẽ dễ dàng lập trình được phần mềm giới thiệu về các kỳ quan cổ đại đẹp hơn nữa nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể thay bằng các chủ đề cùng hình ảnh mà mình yêu thích, ví dụ như truyện tranh này, danh lam thắng cảnh Việt Nam hay một chủ đề nào đó. Và nếu như có bất cứ câu hỏi nào hay thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới, cô sẽ giải đáp giúp các bạn nhé.